Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay chủ nhật ngày 8 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Chấm dứt tình trạng đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Phụ nữ Đồng Hới hưởng ứng tháng văn minh đô thị năm 2018. Thử thách Tủ Lan 2018, những trải nghiệm khó quên. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị giao ban kinh tế xã hội quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2018. Quý 1 năm 2018, tình hình kinh tế xã hội của huyện Tuyên Hóa duy trì và phát triển ổn định. Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp tăng 4,2% so với cùng kỳ. Trong quý 1 đã xử lý 21 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu hơn 33 mét khối gỗ các loại. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí đạt được toàn huyện lên 237 tiêu chí, bình quân đạt 12,5 tiêu chí trên một xã. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 12,2 tỷ đồng, đạt 24,4% dự toán năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Quý 2 năm 2018, huyện Tuyên Hóa tập trung chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ cây trồng và thu hoạch vụ đông xuân, chuẩn bị sản xuất vụ hè thu, tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện quyết liệt các biện pháp để thu nợ đồng thuế, kịp thời giải quyết hồ sơ, chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn cũng vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác phổ biến giáo dục pháp luật quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2018. Quý 1 năm 2018, Phòng Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ tư pháp và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý với 130 lượt người tham dự, cấp phát 130 bộ tài liệu phổ biến pháp luật, phối hợp với chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2, cấp phát đĩa CD và sổ tay cho 16 xã phường với nội dung liên quan đến một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực, đăng ký giao dịch và bồi dưỡng nhà nước được triển khai thực hiện đồng bộ. Quý 2 năm 2018, thị xã Ba Đồn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung triển khai các văn bản luật, đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động tư pháp, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình đã và đang triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để rõ hơn về những giải pháp mà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình đã và đang triển khai, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã phỏng vấn ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn. Thưa ông, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn này tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền như thế nào để ngư dân tuân thủ nghiêm các cái quy định về chống khai thác bất hợp pháp, khai thác không báo cáo và khai thác không theo quy định ạ? Về triển khai công tác tuyên truyền này, triển khai cái chỉ của tỉnh 94 của Ủy ban Nhân tỉnh về kế hoạch kiểm soát việc khai thác cát bất hợp pháp không theo quy định, không khai báo theo cái khuyến cáo của châu Âu, thì ngày 21/1/2018 là quyết định 94 được Ủy ban tỉnh ban hành. Quảng Bình là một cái tỉnh mà đầu tiên ban hành quyết định này. Về công tác tuyên truyền thì trong kế hoạch ghi rất rõ là Sở Nông nghiệp sẽ tổ chức tập huấn cho các cán bộ cơ sở của cấp huyện, cấp xã hiểu rõ thế nào là khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không đúng quy định. Và tiếp đó là triển khai cho các huyện là trên cơ sở các nội dung đó tổ chức cho từng ngư dân, từng chủ tàu một để tuyên truyền bà con hiểu rõ các quy định này. Riêng Sở Nông nghiệp sẽ có ban hành các văn bản, các tờ rơi và trực tiếp tổ chức tuyên truyền những cái đối tượng mà tàu cá là có cái quy mô sản xuất lớn tham gia vùng biển xa, các tổ trưởng tổ biển xa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sở phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong cái việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tàu cá như thế nào?
trong cái chương tư cũng nêu rất rõ là nhiệm vụ phối hợp giữa Sở Nông nghiệp với lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương trong thực hiện thì cái hợp chương tư ủy ban tỉnh, trong đó là Sở Nông nghiệp sẽ là đầu mối chủ trì để tổ chức kiểm tra kiểm soát cũng như là vấn đề tuyên truyền theo đúng chức năng nhiệm vụ đã phân công tại quyết định 29 phân cấp quản lý nghề cá, trong đó là lực lượng biên phòng là kiểm soát về mặt an ninh trật tự, còn đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trực tiếp là chi cục thủy sản sẽ quản lý kiểm soát ở vùng lồng, và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố sẽ quản lý ở vùng ven bờ. Quá trình phân cấp này, tuy nhiên khi có diễn biến xảy ra thì các lực lượng sẽ hỗ trợ nhau để tăng cường sức mạnh trong kiểm tra kiểm soát, đặc biệt là đối với các hành vi vi phạm xâm phạm vùng biển nước ngoài, sử dụng chất nổ, súng điện, tàu giả cao khai thác ven bờ làm ảnh hưởng đến nguyên liệu thủy sản cũng như là tài sản của bà con nhân dân trong tỉnh ta. Đẩy mạnh cái công tác thanh tra kiểm tra và đặc biệt là xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm liên quan đến khai thác bất hợp pháp và khai thác không theo báo cáo, khai thác không theo quy định được Sở thực hiện như thế nào? Theo chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ cũng như chỉ đạo ủy ban tỉnh, tất cả các vi phạm về khai thác bất hợp pháp không khai báo theo quy định sẽ được tổ chức kiểm soát, và nếu phát hiện thì xử lý ở mức cao nhất. Việc triển khai cụ thể kiểm tra kiểm soát này là theo cái chương tư là Sở Nông nghiệp đã thành lập văn phòng đại diện kiểm tra kiểm soát nghề cá của tỉnh Quảng Bình, trong đó có 2 tổ kiểm tra kiểm soát tại 2 cảng cá Nhật Lệ và Sông Danh, và 3 tổ kiểm tra kiểm soát tại 3 cửa sông là sông Nhật Lệ, sông Danh và sông Ròn. Đối với cảng cá thì tập trung kiểm tra sản phẩm tàu cá được khai thác cho đúng mùa vụ, đúng kích thước theo quy định, và việc khai báo ghi nhật ký khai thác đầy đủ. Đối với ở cửa sông thì kiểm tra đầy đủ các giấy tờ về đăng ký đăng kiểm, giấy phép khai thác, an toàn kỹ thuật của tàu cá, cũng như ngăn chặn tình trạng sử dụng mình súng điện để đưa ra biển khai thác bất hợp pháp. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn vừa rồi ạ. Nằm trong chuỗi các hoạt động của tháng văn minh đô thị thành phố Đồng Hới năm 2018, các địa phương đơn vị đoàn thể ở thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chung tay xây dựng thành phố Đồng Hới sáng, xanh, sạch, đẹp. Điển hình là cả cấp hội phụ nữ từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều hoạt động thiết thực như phát động phong trào thi đua dân vận khéo, chung tay xây dựng nhà sạch, ngõ đẹp, phố văn minh. Gần với thực hiện nghị quyết số 05 của thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh đô thị Đồng Hới giai đoạn 2016-2020, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua của hội. Các tổ chức hội cũng tổ chức ký cam kết tuyên truyền để người dân thực hiện nếp sống văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trồng hoa trên các tuyến đường trong khu dân cư, đặt thùng rác tại các tuyến đường, tổ dân phố, cơ quan, trường học nhằm tạo mỹ quan đô thị và hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định của các hộ dân cũng như người qua đường. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã khuyến khích tạo điều kiện hướng dẫn bà con nông dân tận dụng nhiều diện tích đất bỏ hoang, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loài cây hoa màu tăng thu nhập kinh tế cho gia đình. Với phương châm không để bỏ trống ruộng đất,
Vụ đông xuân năm nay, cả địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã tạo điều kiện khuyến khích bà con nông dân trồng được 250 ha ngô, 750 ha cây khoai lang, 550 ha sắn, 575 ha lạc, 60 ha ớt cùng nhiều loài cây rau màu ngắn ngày khác, tập trung ở các địa phương như xã Quảng Châu, Cảnh Hòa, Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Hợp, Quảng Kim. Để đảm bảo năng suất, sản lượng theo kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đang tập trung chỉ đạo các ban ngành chức năng các địa phương hướng dẫn cho bà con nông dân cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loài cây trồng theo đúng quy trình kỹ thuật. Tại huyện Bố Trạch, nhằm giúp người dân phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương mình, chính quyền xã Vạn Trạch đã chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại. Quá trình triển khai cho thấy hiệu quả cao hơn gấp từ 3 đến 5 lần so với trồng lúa. Năm 2004, nhận thấy một số diện tích đất nông nghiệp trồng lúa một vụ ở vùng trũng thấp bị nhiễm mặn, sản xuất bấp bênh, hiệu quả mang lại không cao. Xã Vạn Trạch đã triển khai chủ trương và tổ chức chuyển đổi sang cho các hộ dân có nhu cầu phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại. Hội nông dân xã cũng trực tiếp tuyên truyền, định hướng cho người dân phát triển các loài vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện địa phương để người dân đầu tư phát triển kinh tế. Đến nay, qua hai lần chuyển đổi, toàn xã Vạn Trạch đã có 35 hộ dân nhận đất làm kinh tế trang trại, gia trại với tổng diện tích 30 ha. Mỗi năm, các trang trại gia trại nhỏ cũng cho lãi hơn 100 triệu đồng. Một số trang trại có quy mô lớn hơn cho thu lãi từ 300 đến 400 triệu đồng. Trong chuyến lưu diễn tại khu vực miền Trung, vừa qua nhà hát kịch nói quân đội đã có buổi biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ trung đoàn bộ binh 996 và nhân dân địa phương tại thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch. Với mục đích tuyên truyền, khơi dậy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương, đoàn đã biểu diễn vở kịch nói Sống Muôn Đời Thao Thức của tác giả Chu Thơm do đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng dàn dựng. Vở diễn kể về câu chuyện xảy ra ở một nhà máy đóng tàu của Bộ Quốc phòng. Trong đó, khắc họa chân dung một giám đốc là kỹ sư tài năng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhưng gặp không ít trở ngại. Bằng ý chí kiên cường của người lính, anh đã chứng tỏ vai trò của người cầm lái giúp nhà máy đứng vững trước cơn lốc của kinh tế thị trường. Vở diễn không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân địa phương mà còn gửi đến thông điệp quý ca ngợi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ca ngợi tình đồng chí, đồng đội trên mặt trận lao động sản xuất, đồng thời phê phán những biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ đảng viên, nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải sống có trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, cùng với thành công của ba mùa trước, thử thách Tủ La năm 2018, cuộc đua sở hữu hành trình kịch tính nhất, độc đáo nhất Việt Nam đã đưa người chơi vượt qua nhiều khó khăn thử thách trên những địa hình hiểm trở của hệ thống hang động Tủ Lan, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, để lại những ấn tượng và trải nghiệm khó quên. Chương trình thử thách Tủ Lan 2018 được công ty Osalit tổ chức hàng năm. Đây là cuộc đọ sức của 10 đội đua với hơn 100 người chơi tham gia. Ngày đầu tiên với tên gọi Hành trình rào nan, các đội chơi được tham gia trò chơi tập thể, giải câu đố trước khi đua về điểm xuất phát. Tại đây, mỗi đội sẽ được phát một chiếc thuyền nhôm đua từ hang chuột về đến đích là cầu Kim Bàng. Thử thách này khá khó với tổng chiều dài quãng đường lên đến gần 10 km, treo ngược dòng và phải đưa thuyền có một vài đoạn ganh thác hiểm trở. Cảm xúc của em thì rất là vui, rất là mệt và cảm thấy là tình đồng đội rất là cao. Sau cuộc đua này thì càng ngày mọi người càng thấy là sự đoàn kết là cái quyết định trong cái chuyện mà cuộc đua này. Không có đoàn kết thì chắc chắn là không thể vượt qua được hết như vậy. Ngày thứ hai của cuộc đua với tên gọi Chinh phục Tủ Lan đã đưa người chơi vào một hành trình thực sự giữa rừng núi Tủ Lan. Thành viên mỗi đội đã cùng nhau băng rừng, vượt suối, leo núi với tổng quãng đường hơn 17 km. Độ dài quãng đường của thử thách này dài hơn và khó khăn hơn, hiểm trở hơn rất nhiều so với ngày đua đầu tiên. Đòi hỏi sự khéo léo, bền bỉ, lòng dũng cảm của từng cá nhân cũng như tinh thần đoàn kết và sự phối hợp ăn ý của cả đội. Trong suốt chặng đường, người chơi sẽ được chiêm ngưỡng và trải nghiệm vẻ đẹp của núi rừng, sông suối và hang động. Vượt qua nhiều thử thách gay cấn, hấp dẫn, các đội đua đã về đích an toàn, để lại nhiều cung bậc cảm xúc và trải nghiệm khó quên. Trong đoàn, quan trọng nhất là mình lấy cái người yếu nhất là làm cái mục tiêu để mọi người cùng hỗ trợ và từ đó
mỗi thành viên là thay nhau để hỗ trợ cho hai thành viên yếu nhất, thì lúc đó thì sẽ đẩy tốc độ của đoàn sẽ nhân lên. Cảm giác của mình bây giờ là rất phấn khích và rất hạnh phúc. Vẻ đẹp của Tú Lan và vẻ đẹp của hang là cực kỳ tuyệt vời. Nhằm đảm bảo cho cuộc đua diễn ra an toàn, thông suốt, ban tổ chức chương trình đã tuyển chọn những người chơi có đầy đủ sức khỏe để có thể hoàn thành được các chặng đua đầy khó khăn thử thách. Bên cạnh đó, công tác hậu cần, các điều kiện về chăm sóc y tế, đảm bảo an ninh trật tự và quảng bá cho chương trình cũng được ban tổ chức chuẩn bị chú đáo. Đặc biệt năm nay, thử thách Tú Lan có nhiều sự đổi mới hơn so với các năm trước. So với những năm trước thì chương trình thử thách Tú Lan 2018 có một số điểm khác biệt, như là thay đổi điểm nghỉ trước khi vào chương trình. Đó là năm nay thì sẽ ở nhà dân địa phương và ăn cơm tối để chia sẻ những cái văn hóa cũng như là gắn kết giữa người chơi và người dân địa phương. Còn đối với ngày đua thuyền thì có sự thay đổi về chặng đường đua cũng như là khoảng cách đua. Còn ngày đua thứ hai thì cái khoảng cách băng rừng và lội suối thì nó sẽ phức tạp hơn và nó cam go hơn. Đi cùng với tiêu chí tạo ra một sân chơi tuyệt vời cho những tay đua mạo hiểm, thử thách Tú Lan 2018 còn là nhịp cầu để kết nối người chơi với người dân địa phương, với các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Ban tổ chức chương trình cùng các đội đua đã dành kinh phí giải thưởng của chương trình để gây quỹ nhằm mục đích xây dựng 7 nhà nổi tránh lũ cho người dân thuộc diện khó khăn trên địa bàn xã Tân Hòa và khánh thành thư viện cho trường tiểu học số 2 Tân Hòa với trị giá 60 triệu đồng. Trước kia chưa có cái nhà thì đang còn vất vả, nhưng hôm nay có cái nhà đây thì gia đình đã cũng yên tâm rồi. Gia đình xin cảm ơn các nhà tài trợ. Với lộ trình được thay đổi qua hàng năm, cách thức tổ chức luôn được đổi mới. Năm sau thử thách khó khăn hơn năm trước. Chương trình thử thách Tú Lan thực sự là một sân chơi kỳ thú dành cho những người đam mê mạo hiểm, khám phá thiên nhiên. Đây cũng là dịp để góp phần quảng bá văn hóa, tiềm năng du lịch của Quảng Bình đến với du khách trong nước và quốc tế. Bản tin dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa và chiều ngày 8 tháng 4 năm 2018. Khu vực miền núi, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, trời rét, độ ẩm từ 80 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển, trời